Lộ diện Xiaomi Redmi 3S với cảm biến nhớ vân tay. Thật ra mà nói thì trong những ngày qua thì hẳn các bạn đã nghe một số thông tin về chiếc Redmi 3 đã được công bố hồi tháng Giêng năm nay với một phiên bản hoàn toàn mới. Hôm nay thì thông tin đã được xác thực hơn. Phiên bản mới của chiếc Redmi 3 sẽ có tên gọi là Redmi 3S và được trang bị dĩ nhiên là cảm biến nhớ vân tay đang hot hồi một thời điểm hiện tại. Gần đây nhất, trường hợp là chiếc Redmi Note 3 với bản nâng cấp là Redmi Note 3 Pro đã nhận được không ít sự quan tâm của giới cộng đồng yêu thích công nghệ. Theo thông tin từ trang Gizmo China, chiếc Redmi 3S này được đăng lên trang kiểm duyệt của sản phẩm TAA của Trung Quốc. Theo đó, ngoài việc cảm biến nhớ vân tay, ngoại hình cũng như thông số và kỹ thuật của sản phẩm đều giống chiếc Xiaomi Redmi 3 trước đó. Đây là một điều đáng tiếc khi bản nâng cấp không nâng cấp về cấu hình. Redmi 3S giống như Redmi 3, cụ thể là trang bị một bộ vi xử lý là Qualcomm Snapdragon 616 và RAM 2GB, camera 13MP với VDAF, camera trước là 5MP. Sản phẩm này được đồn sẽ có giá bán lẻ là khoảng tầm 122 đô, khi Việt Nam thì tầm khoảng gần 4 triệu đồng mà thôi. Và sẽ được ra mắt vào ngày 6 tháng 4, cũng là ngày kỷ niệm 6 năm thành lập của công ty. Nhiều sản phẩm khác cũng được đồn sẽ ra mắt vào chính xác vào ngày này. Ngoài ra còn có một tin đồn khác của chính Xiaomi, đó chính là sẽ phát hành ra chiếc Redmi 3A, một bản nâng cấp smartphone giá rẻ Redmi 2A. Giá thành của sản phẩm này được dự đoán là không tới 100 đô. Hy vọng sản phẩm này sẽ được ra mắt vào ngày 6 tháng 4 tới. Nếu thấy video, xin đừng quên like, share và để lại comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.